một màn quảng cáo không thể chân thực hơn với người thử nghiệm chính là giám đốc điều hành của công ty. Đâm không thủng, cắt không đứt, áo chống cắt đạt được cấp độ cao nhất của tiêu chuẩn N388, tiêu chuẩn châu Âu về khả năng chống mài mòn, cắt, xé và đâm xuyên. Với cấp độ này, khả năng chống cắt của nó đã gấp 5 lần Kevlar, loại vật liệu được sử dụng trong quần áo bảo hộ cơ xích. Áo chống cắt được làm từ vải chống cắt, là sự kết hợp giữa nhựa polyethylene siêu cao phân tử và các loại sợi kỹ thuật khác. So với các loại áo giáp truyền thống thì chúng mỏng, nhẹ và tiện hơn rất nhiều, thậm chí nó còn có thể giặt được mà vẫn giữ được các tính năng. Áo chống cắt có thể được sử dụng cho an ninh, cảnh sát, quân đội, công nhân làm việc trong môi trường nguy hiểm, hay thậm chí là những người không làm chủ được hành vi có thể tự gây tổn thương bản thân.